sẽ cùng đi khám phá cái món gà nướng nổi tiếng tại Gò Dấp, gà nướng luôn. Ở đây là con đường Lê Quang Định, ở đây là phường 5 Bình Thạnh nha các bạn. Đây, gà nướng Lưu Việt Phương nổi tiếng tại Gò Dấp và cả Sài Gòn đó. Thì ở đây là số 449 Lê Quang Định, phường 5 Bình Thạnh.
cả dưa chua và cả những cái phần rau mang về cho khách. Phố thì gà nướng với lại nước sốt ở tại đây sẽ được ăn. Bánh mì ở đây cũng rất là nóng hổi liên tục và quán luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Rất là nhiều người thích ăn món gà nướng và cả đậu gà. Gà nướng Việt Hương nổi tiếng ở Gò Vấp và cả Sài Gòn đây các bạn. Cháu hỏi là gà nướng mình nướng được bao nhiêu năm rồi ạ? Khoảng 10 bao nhiêu năm chính xác cô? 17, 18 năm rồi. Nhưng mà cô, một phần gà của mình là bao nhiêu tiền ạ? Một con gà là 130. Còn nếu mà ăn nửa con vẫn được chứ? Được ạ. Thì là 65 ngàn. Thì ngoài gà ra thì có món gì nữa không cô? Có lẩu. Lẩu hả cô? Lẩu gì cô? Lẩu cái chuyên về gà nó tất cả đều. Lẩu thì bao nhiêu có một cái ạ? Lẩu lớn đang là 170, lẩu nhỏ là 95. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Buổi sáng thì có 9 giờ có gà. 9 giờ sáng là bắt đầu bán rồi. Tối là có khoảng 11 giờ 10 giờ. Mình có bao nhiêu chi nhánh cô Việt Hương ha? Có hai, một ở đây Lê Định và một ở trên số 20 Phạm Văn Đồng. Thầy con cảm ơn cô Việt Hương nhiều ạ. Cái menu của gà nướng Việt Hương nổi tiếng có hai cơ sở là 449 Lê Văn Định, phường 5 Bình Thạnh và cả 321 Phạm Văn Đồng, phường 3 Gò Vấp đây. Thì gà nướng luôn nguyên con thì có giá rẻ là 130 ngàn và có bán nửa con nữa nha các bạn. Ở đây có lẩu đầu cá hồi nè, lẩu vây cá hồi nè, lẩu gà lá giang, nấu măng, nấu nấm hương, hầm sả và gà sa tế thì có giá là 95 một cái lẩu nhỏ và 160 ngàn cái lẩu lớn thôi. Giá rất là rẻ nên là quán luôn trong tình trạng đông khách. We'll be right back.
Mới nhớ ra đó.